Vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, việc kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương triển khai nghiêm túc. Phản ánh tại thị xã Sapa, một trong những địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp về an toàn giao thông. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 lượt ô tô, chủ yếu là xe chở khách du lịch đổ về thị xã Sapa. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cùng với hướng dẫn, điều tiết, phân luồng, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Sapa tích cực tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi dừng đỗ không đúng nơi quy định, phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thì chúng tôi thành lập các cái tổ công tác chốt tại các cái đầu bãi xe để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe khách, cũng như kiểm tra số lượng hành khách trên xe, cũng như là các cái điều kiện an toàn kỹ thuật. Việc kiểm tra nồng độ cồn tập trung tại các lối ra vào bến bãi trông giữ xe, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn uống nhằm phát hiện, chủ động ngăn ngừa vi phạm. Cách làm này nhận được sự đồng tình của người dân, khách du lịch. Qua cái việc kiểm tra nồng độ cồn thì như tôi được biết ấy, thì là đội cảnh sát này làm việc là hôm qua tôi vừa nói với lại anh em cựu chiến binh xong thì là quá xuất sắc. Đỡ được cái tai nạn giảm được và đỡ được cái tai nạn giao thông ấy. Lái xe mà đã uống rượu bia ấy, thì đi ra đường thì rất là nguy hiểm. Từ lúc mà ví dụ như mình uống mà lúc mà nó xảy ra gì, nó ảnh hưởng đến nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là có nhiều cái mà nó kéo theo là nó liên quan đến mọi thứ rất nhiều. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm, Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thị xã Sapa đã phát hiện và lập biên bản 109 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 567 triệu đồng. Bên cạnh kiểm tra xử lý, lực lượng cũng phối hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân, chủ phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.